bữa ăn phải trải qua đắng cay ngọt bùi, những loại không nào đòi ăn nhãn cất viên ăn đầu. Bạn không muốn nghe cái đó ư? Thế thì hãy đến với sopraplus.vn, mua rau bút giá rẻ, uy tín, chất lượng, hàng đầu Việt Nam.
nhặt đút vào túi, tham lam nhặt mà dơ lên của ai đây, ngu dốt. Ví dụ như tao nhá, mà bây giờ nhặt được tầm khoảng 20.000, tất nhiên tao sẽ giả là người ta rơi, nhưng nhặt được 20 triệu nhá, còn cái nịt.